chết mong manh như thân cỏ hèn. Đối với cá nhân Hà, cái ấn tượng đó là cái ấn tượng rất là một cái chương trình rất là mang tính nhân văn. À, khán giả ở đấy tất cả mọi người cũng đến để ủng hộ những cái bức tranh, rồi là tất cả mọi người ekip cùng nhau đếm tiền để làm sao có tiền ủng hộ tất cả các đồng bào bão lụt miền Trung. Thì đối với cá nhân Hà, đấy là một cái đêm nhạc rất là ý nghĩa và Hà sẽ không bao giờ quên cái đêm nhạc đó. Ngay từ khi mà chưa bước vào con đường âm nhạc thì ngay từ bé thì những cái kỷ niệm mà ví dụ như nhà còn đang rất khó khăn nhưng mà thấy các cụ ăn xin hay là các thứ cũng giấu bố mẹ cho gạo các thứ, đấy là xuất phát từ cái tâm của một người rất là bình thường. Em huống hồ mình là một cái người nghệ sĩ, là cái người có cái nhiệm vụ đưa mang đến cái niềm vui về tinh thần cho mọi người, thì tại sao mình cũng không tham gia tất cả các chương trình mà nó quá ý nghĩa như vậy để chia sẻ một phần nào đó với những cái đồng bào khó khăn như vậy. Thì Hà nghĩ rằng không có lý do gì những nghệ sĩ khi mà có đủ điều kiện, có đủ mọi thứ thì lại không dành một chút ít cái tấm lòng của mình cho những cái việc làm thiện nguyện đó. Dù là năm nay Hà không có mặt để tham gia cùng với các anh chị em nghệ sĩ chia sẻ với đồng bào bão lụt, nhưng mà Hà mong muốn dù Hà công tác xa đi chăng nữa, Hà cũng luôn luôn tâm của Hà hướng về một chương trình rất là ý nghĩa như thế này, và chúc cho tất cả những anh chị em trong ekip sẽ có một chương trình rất là thành công và sẽ có thật nhiều tiền cũng như là những cái đồ dùng để gửi đến tất cả những đồng bào khó khăn đang chờ những bàn tay của những nghệ sĩ.